Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 122 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Và các bạn cũng có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói đám người Hàn Vũ cùng Trịnh Tuyển Nhiên lúc bấy giờ nhìn nhau đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Trước lúc xuất phát, bọn họ cũng dự tính trước xem người Phật Lăng Cơ có thể đưa ra điều kiện gì. Nghĩ đến cùng là sử dụng vũ lực uy hiếp, đồng thời dùng chút lợi lộc cam đoan không xâm phạm lãnh thổ Đại Minh, cam đoan không cản trở chư quốc Nam Dương mượn đường tới Đại Minh chiều cống mà thôi. Bất quá chính là Dương Lăng phỏng chừng cũng không có nghĩ tới người Tây Dương sẽ đáp ứng xưng thần tiến cống. Dù sao lúc này Phật Lăng Cơ cũng là bá chủ trên biển, là quốc gia thống trị chiếm thế thượng phong của một đám người mạo hiểm và đầu cơ. Bọn họ sẽ không vì mấy chiến thuyền bị hủy liền yếu thế mà đầu hàng. Vấn đề này ngoài dự đoán của bọn y, hơn nữa một chính quyền lật đổ một chính quyền khác lại hướng Đại Minh tỏ vẻ kính cẩn nghe theo, làm cho bố chính sứ tham nghị Trịnh Tuyển Nhiên cảm thấy vừa lòng. Vừa không động đến binh đao lại cam đoan được địa vị thượng quốc của chính quyền Đại Minh, một cái tiểu quốc ban thứ gia có thay đổi nội bộ cũng không cần thiết phải quản. Kỳ thực sau khi chính quyền của Nhật Bản cùng với Ích Quốc thay đổi, kẻ chấp chính mới cũng hướng Đại Minh xưng thần. Đại Minh hoàng đế cũng chấp nhận như vậy, đây đã là tiền lệ, cho nên y vừa nghe thần sắc đã trở lại hòa hoãn, đã muốn hơi hơi gật đầu. Tang Đức thấy thế có chút đắc ý, người phương Đông này ưa hư danh, nâng y lên vị trí thần thì như thế nào đây? Chỉ cần lợi ích và quyền lực thực sự nằm ở trong tay, chỉ cần bọn ta đứng vững chân, thế lực dần cường đại, đến thời điểm hải quân có thể như vũ bão không ngừng đến phương Đông, lúc nào cũng có thể sẽ bỏ cái thế khế thư này. Hàn Vũ cùng Bành Tiểu Dạng, Trịnh Tuyển Nhiên, Hải đạo sứ Đường Hành Vân mấy người khẽ trao đổi. Trịnh Tuyển Nhiên nói: "Hàn tướng quân, theo ta thấy điều kiện này cũng có giá trị thương thảo, người xem có nên quay về báo cáo tổng đốc đại nhân, thỉnh đại nhân rồi mới quyết định hay không?" Hàn Vũ do dự một chút, hướng mắt tới Đường Hành Vân và Bành Tiểu Dạng hỏi: "Các người có ý kiến gì không?" Đường Hành Vân vuốt chòm râu nhìn đối diện bốn người bên đối phương rồi thấp giọng nói: Cái này ta đều biết, hải tặc của Phật Lăng Quốc rất lợi hại. Người Phật Lăng Cơ ở Mãn Thứ Gia không phải là hải tặc mà là quân đội chính thức của Phật Lăng Cơ kìa, nhất định là thực lực càng mạnh. Ta nghĩ nếu có thể hòa bình giải quyết việc này cũng không có gì là không tốt cả. Nơi đó kẻ thống trị dù là Mãn Thứ Gia Tô Đan hay Phật Lăng Cơ quốc vương, chỉ cần là phụ thuộc Đại Minh ta thì cũng đâu có gì khác nhau đâu. Hàn Vũ nhíu mày, nhưng bởi vì chức quan của Trịnh Tuyển Nhiên và Đường Hành Vân cũng không dưới y không thể dễ dàng ra mặt mà bác bỏ. Y hiểu rõ ý đồ thực sự của Dương Lăng. Dương Lăng không để ý Mãn Thứ Gia thuộc địa dưới hình thức nào, mà là con đường giao thông quan trọng trên biển, một khi bị kẻ khác quản chế sẽ ảnh hưởng đối với Đại Minh như thế nào. Thực rõ ràng người Phật Lăng Cơ dã tâm bừng bừng, nếu chính thức thừa nhận bọn họ tồn tại, thủy sư của Đại Minh cũng chỉ có thể quản chế nội hải, bên ngoài đều chính là trở thành địa bàn của hải quân Phật Lăng Cơ. Bành Tiểu Dạng thấp giọng nói: "Ta nói các vị nhìn một chút đi, cái bọn quỷ phiên quốc này lấm la lấm lét, kẻ nào giống là cái thứ tốt đây? Lời bọn họ nói có thể tin được hay sao? Địa bàn sao? Nhớ ngày đó ta cùng lão ba xưng hùng trên núi Phổ Đà, kẻ muốn đầu hàng dẫn thuyết đầu nhập vào trong đây chỉ là cắt cổ gà uống rượu máu, dựng đại kỳ của Bành gia ta là coi như người Bành gia ta sao? Coi lão tử là ngu ngốc như vậy sao?" Hàn Vũ trừng mắt lướt đi một cái, sẵn giọng nói: "Còn nói tiếng lóng nữa, người hiện tại đã là võ tướng triều đình, không cần nói bản quan đều có chủ ý cả." Y nghĩ rồi nói với đám người Tăng Đức: "Tốt lắm, ta cũng nguyện ý tin tưởng thành ý của chư vị, cũng không muốn cùng các vị xung đột vũ trang, chính là sự việc trọng đại bản quan cũng không thể làm chủ được. Tổng đốc đại nhân hiện đang ở đảo Cổ Lãng phía sau, có thể hay không thỉnh quý sứ tới hội bẩm tướng quân
ngài Trạch Cách cùng tổng giám mục Lạp Mã Lý Áo các hạ kể lại tình hình rồi thỉnh các ngài ấy cùng với đại nhân của chúng ta thảo luận được không? Đám người Tăng Đức và Mễ Cái Nhĩ nói nhỏ vài câu, rồi Mễ Cái Nhĩ do dự nói: Đều không phải là chúng ta không tin tưởng tướng quân các hạ, chính là tướng quân ngài Trạch Cách là người tham mưu đang đóng quân tại Mãn Thứ Gia. Lạp Mã Lý Áo tổng giám mục là đặc sứ của quốc vương bệ hạ, các người làm sao cam đoan sự an toàn của các ngài ấy đây? Hàn Vũ thản nhiên nói: Chúng ta bốn người có thể ở lại trên thuyền của quý sứ làm con tin. Chúng ta có câu ngạn ngữ: lưỡng quốc giao binh, bất chạm lai sứ. Hai nước giao tranh không giết sứ quân, huống chi chúng ta còn chưa giao tranh qua mà. Bất quá, y ánh mắt nhìn lướt qua Chư Chảo Anh Tuấn, thản nhiên nói: Bọn họ sẽ không muốn đi tự chuốc lấy mặt mũi. Chúng ta biết bọn họ đang cống hiến cho các ngươi, nhưng bọn họ không có tư cách đàm phán. Phía sau hai chiến thuyền, năm hải lý đều tụ tập rất nhiều chiến hạm để ngừa sơ sẩy. Đám người Tăng Đức lập tức phái một thuyền khác đằng sau trở về xin chỉ thị của quan chỉ huy ngài Trạch Cách. Tuy rằng nhiều lần dụ dỗ đám tù trưởng thổ dân ra đàm phán, sau lại đem đối phương nắm ở trong tay, nhưng nghi tin rằng Minh Quân sẽ không làm như vậy. Huống chi Minh Quân còn để lại 4 quan viên cao cấp làm con tin, vì thế lập tức vui vẻ đáp ứng. Hàn Vũ đối với hành động đấy cũng minh bạch, sau đó đem thuyền Phật Lăng Cơ chở đám người ngài Trạch Cách vào tuyến giữa. Bọn họ đi trên chiếc thuyền của Bồ tới hướng hạm đội của Phật Lăng Cơ, còn hai chiếc thuyền của Minh Quân giám hộ đám người ngài Trạch Cách hướng tới hạm đội của quân Minh. Đảo nhỏ Cổ Lãng nằm ở phía tây nam của đảo Hạ Môn, nguyên triều thì kêu là Viên Sa Châu, tới triều đại này thì đổi thành đảo Cổ Lãng. Tiểu đảo hình chứng cũng không lớn, thế nhưng trên đảo núi non nhấp nhô, cảnh sắc động lòng người. Trên cao nhất là đỉnh Phong Long Đầu cùng đỉnh Hồ Đầu Sơn của Hạ Môn ở phía xa đối sánh, tạo thành truyền thuyết Nhất Long Nhất Hổ thủ tại Hạ Môn. Mưa đã tạnh, không khí tươi mát ẩm ướt, các loại chim biển tung bay trao liệng ở không trung bờ cát. Dương Lăng đứng tại bờ cát ven biển tây nam tiểu đảo, gió biển thổi tung áo choàng bay phất phới. Bên cạnh không xa là hai khối đá nham thạch quanh năm suốt tháng đã bị nước biển ăn mòn, tạo thành cái động thẳng đứng. Mỗi khi thủy triều lên, sóng cả đập vào phát ra những âm thanh nghe như tiếng trống tự do, ngư dân liền gọi là Cổ Lãng Thạch. Tên đảo Cổ Lãng đổi danh cũng là do nguyên nhân này. Sau cơn mưa, bầu trời có một đạo cầu vồng ngũ sắc hoa mỹ phối hợp cùng với khoảng không ngọc bích một màu. Lúc này mấy chiến thuyền mờ mờ xa xa ở trên mặt biển dần dần tiến lại. Song phương hội ngộ trong hòa khí, tại bờ biển dựng lều trướng, dưới chân là bờ cát xốp cùng vỏ sò, bên tai nghe tiếng gió thổi, chim biển kêu. Nhưng đôi bên ngay từ đầu đã hai ý kiến khác nhau, vẫn chưa thể đặt thành thống nhất được. Ngài Trạch Cách kiên trì rằng nhượng bộ lớn nhất chỉ là hướng triều đại Minh xưng thần, nhưng Malacca phải thuộc quyền của bọn họ, mà Dương Lăng lại giữ vững lập trường phục quốc của Malacca và quân đội Bồ phải rút lui. Tuy nhiên nước Bồ có thể thiết lập thương vụ ở bất kỳ nơi nào, thậm chí ngay cả tại các cảng lớn của Đại Minh, có thể phái tới quan viên chính phủ và các đại biểu thương nhân cũng có quyền giao dịch cùng cạnh tranh công bằng với thương nhân Đại Minh. Bởi vì triều đình Đại Minh sẽ đảm bảo lợi ích và an toàn của thương nhân nước Bồ, đồng thời để hồi báo, nước Bồ cũng phải đảm bảo an toàn và quyền lợi của đội tàu Viễn Dương Đại Minh. Ngài Trạch Cách Aizige liền nhất mực từ chối đề nghị này. Ông ta chính là muốn khống chế Ấn Độ Dương, độc bá mậu dịch Viễn Đông. Mà dù rằng đề nghị của Dương Lăng có thể mang tới lợi ích lớn cho nước Bồ, nhưng phải đối mặt với cạnh tranh với các nước phương Tây cùng áp lực của thương nhân phương Đông thì bọn họ không thể nắm trong tay quyền chủ động được. Lần đầu tiên đàm phán đôi bên đã tan rã trong không vui, Dương Lăng một mặt báo tình hình đàm phán với chính Đức Hoàng đế, một mặt gửi yêu cầu điều động từ Bắc tới Nam cho thủy sư chủ lực của Phúc Kiến, Quảng Đông, Liêu Đông, Nam Kinh, Tuyền Châu, yêu cầu sưởng đóng tàu cùng cục quân khí nhanh chóng ngày đêm phải đẩy nhanh tốc độ chế tạo và trang bị chiến hạm mới, dù có phải hao tốn hết tài lực. Khẳng định rằng hiện tại tài chính khó khăn, nhưng nếu thua sẽ là cổ vũ cho dã tâm của Phật Lăng Cơ, thậm chí sẽ kéo theo các quốc gia phương Tây khác cũng muốn tới để tranh giành lãnh hải của Đại Minh. Như rời bọ bám lấy xương, cầm cự lâu dài sẽ làm tài lực tiêu hao, càng khó chống đỡ. Nếu là thất bại sẽ là như hiệu ứng domino, rất khó đoán được có ảnh hưởng gì tới Đại Minh hay không. Ngày xưa khi nữ nhân hái dâu của Ngô Quốc khi vui chơi bỗng vô ý dẫm lên chân của nữ tử Sở Quốc, sau đó từ hai nhà trở thành hai thành, cuối cùng là hai nước đánh nhau, dẫn đến hơn 10 vạn người bị tử vong. Sở Vương Phi cũng bị bắt giữ, về sau hai nước liền kết thành thù hận. Thời thế tạo nhân, hoàn cảnh tạo nên con người, chính là thể thế cũng là do con người thúc đẩy, cũng không phải cái gì mà tồn tại do lịch sử tất nhiên. Trên quan trường cũng vậy, tuy rằng Dương Lăng được Hoàng đế Chính Đức ủng hộ tin tưởng,
nhưng vẫn còn sót lại với cánh thế lực cựu thần Lưu Cẩn và Hoàng Trị luôn luôn chầm chầm. Nếu hắn bị thua, sẽ nhân đó phát động dư luận chính trị cả nước buộc hắn xuống đài. Chỉ sợ tất cả những cố gắng và chính sách của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Thất bại của hắn cùng với sự thay đổi vận mệnh quốc gia sẽ xem như tất nhiên. Cho nên, dù có nhận được mật báo rằng tài chính của triều đình đang rất khó khăn, các nơi lúc này còn chưa thu hoạch, cuộc sống dân chúng còn đang gian nan, có nơi đã oan than dậy đất, Dương Lăng cũng chỉ có thể cắn răng và kiên nhẫn. Trình độ chính trị của một số nhóm dân chúng cũng không cao, một số việc không thể mong họ hiểu được, Dương Lăng cũng không cố gắng phí công vô ích vào việc đấy. Chính là tình báo kinh tế truyền đến tin tức không tốt vẫn làm cho hắn lo lắng không yên. Tương tự với việc đề xướng liệu pháp cơn sốc chính trị ra sẽ nhận áp lực rất lớn, huống chi không phải toàn bộ triều đình Đại Minh đều thống nhất quyết sách. Rất nhiều triều thần mặt ngoài kính cẩn nghe theo tỏ vẻ tán thành đối với việc người Phật Lăng Cơ, thế nhưng lại không tán thành việc dụng binh. Lúc này, việc khiêu chiến cũng không trực tiếp nhắm vào hắn, cho nên những việc cần bận tâm lo lắng càng nhiều, hắn dù thế nào cũng nhất định phải chịu đựng. Triều đình Đại Minh và dân chúng cũng phải chịu đựng qua đi. Qua cơn đau lúc sinh đẻ sẽ đón chào một sinh mệnh mới, và quả thật một sinh mệnh mới đã được sinh ra. Tại Kim Lăng Thị Tòng, Dương Lăng mang đến tin tức rằng Mã Liên Nhân đã hạ sinh một nữ anh. Dương Lăng vui mừng rồi lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn vốn tính tháng này chạy về kinh thành, mà hiện tại xem ra chẳng những không thể bên cạnh, như khi ấu nương sinh hạ, hắn cũng không thể kịp chạy về kinh. Hiện tại là tháng 7, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa càng ngày càng ít, hoa màu càng ngày càng khô hạn. Thân là Phúc Kiến Bố Chính Sứ, Dương Lăng còn phải bận tâm việc nông canh, vốn là bận túi bụi. Cũng may hắn biết Mã Liên Nhi đã có ca ca bên cạnh, lại còn có hai người tự mình huấn luyện Sở Linh, Sở Yến bên cạnh hầu hạ, cũng không quá mức vướng bận. Theo điều động của Minh Quân, hải tặc của Malacca đã gia tăng tu bổ chiến thuyền, huấn luyện binh lính, nhất là vài tốp lực lượng khác nhau cùng hợp tác để tác chiến. Ở tại địa bàn chiêu mộ hơn 600 binh sĩ, người được phái hướng tới Ấn Độ để điều binh còn chưa trở về, cho nên song phương dù đã sôi sục chuẩn bị chiến tranh mà vẫn giả mù sa mưa mà đàm phán. Dương Lăng biết rằng không tránh khỏi chính sự, việc cấp dưỡng cho thủy quân tiêu hao gấp bội với lục quân, và với lực lượng khổng lồ được tập kết của Đại Minh thì trước mắt tài lực là không thể chống đỡ lâu dài, phải tạo thế công mãnh liệt, quyết thắng bại là một đao giải quyết bọn họ. Dương Lăng sớm nhận được phê chuẩn của chính đức hoàng đế cho phép xuất binh Malacca, hiện tại cũng đã sắp xếp công tác, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông tới, chờ thời cơ. Tại lần đàm phán mới nhất, bên Minh Quân không hề ôn hòa ba phải, bọn họ đột nhiên chuyển biến thái độ, trở nên cứng rắn. Dương Lăng nghiêm khắc cảnh cáo ngài Trạch Cách. Đến ngày 15 tháng 7, quân đội Phật Lăng Cơ phải rời khỏi Malacca. Nếu không, quân đội Đại Minh sẽ dùng đến vũ lực mà đuổi đi. Hết thảy hậu quả, bên bộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mà gánh vác. Thời khắc ngả bài của hai bên rút cuộc cũng tới. Ngày 14 tháng 7, quỷ lễ, rằm tháng 7, quỷ tán loạn. Trong ngày này, kỵ đi đêm, kỵ thức đêm, kỵ xuống nước. Nhưng tại bến tàu Phúc Kiến, buổi đêm cùng ngày, quân đội như nước sông không ngừng chảy. Thuyền súng, ống, đạn dược, thuyền cấp dưỡng, thuyền chiến vận, chiến thuyền dồn dập được điều động, điều phối. Bến tàu trong ngoài đèn đuốc sáng choang. 10 dặm bên ngoài đã được quan binh tầng tầng cảnh giới, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Dương Lăng tự mình để danh cho phúc thuyền hạng nhất là hàng không mẫu hạm, đã đến cảng, đang đặt neo ở trên bờ biển. Đây là chiến thuyền hoàng đế chính đức tự mình ban thưởng, một cái danh hào uy vũ đại tướng quân. Nó cũng là chiến thuyền đầu tiên được trang bị bọc giáp, xuất phát từ nguyên nhân kinh tế và sự cân nhắc trọng lượng. Vị ở cục quân khí Nam Kinh là đại sứ Trịnh Bình Hy đành bỏ qua kế hoạch bọc giáp toàn bộ thuyền. Trải qua nghiên cứu thí nghiệm thì trang bị bọc giáp chỉ những vị trí trọng yếu dễ bị đánh trúng gây tổn hại, nhất là hai bên mạn sườn nơi đặt ụ súng. Chiến thuyền chia làm 5 tầng, boong thấp và boong chủ được đặt 30 cửa pháo, boong trên đặt 25 cửa pháo, boong giữa đặt 15 cửa pháo. Bởi vì thân rộng lớn nên phía mũi và đuôi tàu được cải tạo, trang bị thêm 6 và 4 pháo thủ. Trên thuyền còn trang bị khẩu súng liên hoàn 60 nòng. Uy vũ đại tướng quân chính là được trang bị đến tận răng, có thể hướng tới bất kỳ góc độ nào mà đánh tới. 70 khẩu đại pháo này có giá pháo là theo thiết kế của A Đức Ni. Nhóm pháo thủ trên thuyền có thể dễ dàng như trên đất bằng nhanh chóng di chuyển đại pháo. Mặt khác, 10 khẩu đại pháo cũng là cố định. Pháo thủ Phật Lăng Cơ tốc độ bắn cực nhanh nhưng lực sát thương lại nhỏ, bù lại không đủ. Một vị chuyên gia về pháo tại Nam Kinh là Lục Trạch Giai đã kết hợp được cả ưu điểm của đại pháo Phật Lăng Cơ với uy lực lớn, thiết kế ra được một loại pháo ngàn cân. Thân pháo không như truyền thống, đầu đuôi, độ rộng, dày giống nhau,
mà là phần sau dày, thân mỏng dài 2 trượng. Đạn pháo nặng 25 cân tàu, trong vòng 35 trượng có thể xuyên thủng tấm ván gỗ cách xa 4 thước. Trong vòng 50 trượng có thể đem tấm gỗ đập nát, nổ đá, chính là mạnh như vũ bão. Khuyết điểm duy nhất là lúc bắn sẽ chậm hơn một chút so với truyền thống. Nhưng có các loại pháo khác của Phật Lăng Cơ phụ trợ, nó cũng có thể phát huy đầy đủ uy lực đáng sợ. Loại quái vật lớn này không tốt khi đi xa, đánh cận chiến cũng cần chiến hạm kiềm chế, bởi vì một khi chiến hạm địch chạy trốn, nó sẽ khó đuổi kịp, chỉ dùng để công thủ tại cảng. Nó xuất hiện cũng có thể làm đội hải quân dũng mãnh nhất phải kinh sợ. Theo hướng thuyền nhỏ dẫn đường phía trước, Uy Vũ đại tướng quân thong thả di chuyển thân thuyền theo góc độ chuyển động. Ngọn đèn phát ra từ đầu thuyền sắc bén, phản xạ ánh kim loại khủng bố và lạnh lẽo. Ở phía trước của nó có rất nhiều chiến hạm đã xuống cảng. Xuất phát sớm nhất là loại thuyền con rết không buồm linh hoạt, giỏi về che giấu hành tung. Bên trên thuyền đặt nhiều vũ khí hình thù kỳ quái, nhìn xa xa giống như rất nhiều những chiếc vại lưu lớn nhỏ, bè trúc bện dây. Rất nhiều quan binh thủy sư cũng không biết nó là loại vũ khí gì. Chính là vì có rất nhiều quan binh cảnh giới bên cạnh, không cho phép bọn họ tới gần loại thuyền này. Giờ tí đã qua, ngày ác quỷ cũng đã xong. Uy Vũ đại tướng quân theo gió vượt sóng hướng tới Malacca. Biển xanh thăm thẳm, chân trời còn chưa lộ ra. Ánh trăng vàng vặc trên không trung ánh lên mặt biển lấp lánh. Thân tàu cực đại ở trên biển cũng trở nên bé nhỏ. Nhưng khi tới gần thân tàu mới nhìn thấy rõ, sóng nó tạo ra cũng đủ lật úp một con thuyền nhỏ 2 buồm. Mà từ trên cao nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt biển một vệt mờ mờ. Tầng thứ 5 của hạm thuyền có kiến trúc như thành lâu bình thường. Dương Lăng đang nằm ở ghế nhắm mắt, trên khuôn mặt thấy rõ tia mệt mỏi. An Đức Ni từ trên đầu khoang thuyền đi đến, nàng đội anh khôi chiếc mũ có dây tua trên đầu, đang cầm ngắm nghía một bộ khôi giáp tướng lĩnh của Minh Quân như đang muốn lấy gì đấy. Dương, mệt mỏi sao? An Đức Ni thấy bộ dạng của Dương Lăng, vội vàng đem áo giáp để lên bàn, chạy nhanh tới. Khóe môi của Dương Lăng nhếch lên một tia cười ngây ngô, thoải mái nói: "Ừ, mệt, vài ngày không ngủ đủ, nhưng ta hiện tại đặc biệt thoải mái. Qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đến ngày này rồi." An Đức Ni đến bên cạnh hắn, vuốt ve hai má nói: "Dương, anh có nắm chắc thắng lợi hay không? Không lo lắng thất bại hay sao?" Dương Lăng bắt được tay nàng, thổi nhẹ lên bàn tay non mềm của nàng, thấp giọng nói: "Biết không, bé con, có hồi ở trong kinh, có rất nhiều quan binh Bắc học làm khó ta, muốn ta tham gia biện luận. Vì là hoàng thượng dạy học, ta khổ tâm chuẩn bị suốt một đêm. Buổi sáng lúc ăn cơm, hai chân còn không tự chủ được mà run rẩy, kỳ thực là ta ăn không vô." Hắn cười khẽ: "Không ai biết là ta sợ hãi khẩn trương như vậy, nhưng khi ta đứng ở đấy, đầu có chút mờ mịt, lại không rõ vì sao có chút hưng phấn. Đứng ở đó tưởng tượng phải đối mặt với mọi người, muốn nghe ta nói, chuẩn bị chất vấn ta, trong lòng cũng rất sợ hãi. Chính là khi lên đài, đối mặt với đám đông, ta cũng liền bỏ đi, không nghĩ tới việc đó nữa. Hiện tại, ta đã chuẩn bị lâu rồi, khi thất bại cũng có thể xuất hiện đủ loại trường hợp cục diện. Mỗi loại đều khiến ta sợ hãi. Nhưng khi dương buồm khỏi bến, ta chỉ nghĩ làm thế nào đánh bại địch nhân, đương nhiên cũng không có suy nghĩ đến có thể thất bại." Hắn mở mắt nhìn A Đức Ly: "Vì ta mà tham gia chiến tranh, em có hối hận hay không? Dù sao bọn họ cũng đến từ quốc gia của em mà." "Muốn em trả lời như thế nào, anh mới vui vẻ đây, chồng của em." A Đức Ni khẽ cười bấn cợt: "Em muốn nói là thê lấy vi phu thiên, vợ lấy chồng làm trời. Ý chí của ngài cũng chính là ý chí của ta. Vẫn là hy vọng có ít thương vong cũng khiến quốc gia của em nghĩ ra trở nên kết thù cùng với đại minh cường đại." A Đức Ni yêu kiều kêu lên một tiếng, hai tay Dương Lăng trả miếng theo vạt áo của nàng, dò xét đi vào, vân về như phong của nàng. Trên nụ hoa không ngừng vút ve, hưởng thụ cảm xúc ôn nhuyễn. Đôi anh đào nhanh chóng đứng lên. A Đức Ni dưới chân như nhũn ra, không đứng thẳng nổi, thuận thế đỏ mặt dựa vào trước ngực Dương Lăng. Trước đêm đại chiến, nàng dễ dàng tha thứ cho Dương Lăng lỗ mãng làm càn. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói: "Hiện tại nàng nói cho ta là vợ lấy vi phu làm trời, hay vẫn là lợi ích quốc gia của nàng đây?" Lớn tới như vậy, đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân không kiêng nể gì tấn công mãnh liệt như thế. Trừ bỏ sụ lơ, người kia cần gì cứ lấy, nàng đã sớm không thể phản kháng được gì. Thì ra tiểu mỹ nhân Tây Dương lần đầu trải qua tình yêu nam nữ, hóa ra cũng non nớt như vậy. Nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại có thể muốn nàng. Dương Lăng thâm tâm áy náy, hắn vẫn là khắc chế dục vọng. Hắn cũng không rõ vì cái gì lại khiêu khích nàng. Có lẽ bởi vì trong đáy lòng vẫn đang khẩn trương vạn phần, theo bản năng muốn thả lòng tâm tình. Vẫn là vì nàng sắp qua chiến hạm của Hàn Vũ, tự mình trong tuyến đầu lửa đạn mà lòng bất an.
Hắn buông đôi môi thấm ướt hồng nhuận của A Đức Ni ra, nhíu mày nói: "Hiện tại có thể nói cho ta biết được không?" Em không biết." A Đức Ni dựa vào ngực của hắn, thở hồn hà hồn hển khẽ nói, sợi tóc của nàng hỗn độn, hơi thở tràn ngập gợi cảm. "Em không biết, Dương Thần Ái, em cũng không biết vì cái gì, vì anh, vì em, vì mục tiêu cao thượng gì. Gặp quý, không nên hỏi em chỉ biết em cùng anh sống vai chiến đấu thôi." Hai tiếng ho vang lên, đằng trước cửa khoang thuyền chợt xuất hiện thân ảnh của Thành Kỳ Vận. Nàng là lần đầu tiên rời bến, dù chiến hạm lớn cực kỳ vững chãi, rắn chắc, nàng vẫn là theo bản năng nắm lấy Calan Can, đôi mắt phượng đang dõi theo Dương Lăng, trên mặt như cười như không. A Đức Ni kêu lên một tiếng nhỏ, như bị người bắt gian trên giường, cuống quýt đứng dậy, luống cuống tay chân sửa soạn lại quần áo. Dương Lăng khóe miệng vểnh vểnh lên hỏi: "Đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi sao?" "Vâng." Thành Kỳ Vận đáp lại, đi vào khoang thuyền. Thuyền Z hoàn thành nhiệm vụ dự định, hiện đang ở giữa, vừa rồi mới nhận được tín hiệu đèn, nhưng để xác định, ta đợi thuyền bọn họ tới mới báo cho ngài. "Thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lập tức đưa Arkni lên chiến hạm Hàn tướng quân được rồi." Dương Lăng nhảy lên, thấy A Đức Ni mặc bộ khôi giáp, liền giúp nàng buộc dây chắc chắn hai bên rồi nói: "Đi thôi, ta đưa nàng qua thuyền bên kia, việc đó liền giao cho các ngươi." Hắn nhẹ nhàng nắm hai tay nhỏ bé của hai nàng. Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không có dãy ra, khóe miệng Dương Lăng không khỏi lộ ra một chút đắc ý. Từ trên tầng 5 bước xuống phía dưới, hai bên hai hàng thị vệ nghiêm nghị nhấc tay thi lễ. Chân trời lộ ra ánh mặt trời, gió biển trong lành, đảo mắt nhìn lại, ở đằng sau, Uy Vũ Tướng quân đội thuyền đã xếp thành hình chữ nhất, xếp thành hàng dọc, là 3 chiến thuyền sàn lan trọng tài lớn phương sao, phía sau nữa là 4 chiến thuyền sai nha, theo sau đuôi là vô số chiến hạm. Hình ảnh lai động phía xa nhất thời cũng không thấy rõ là loại gì. Phải trái cùng phía trước cũng có chiến thuyền đồng bộ đi tới, có phúc thuyền, xà lan, quảng thuyền, điểu thuyền là biển thể của phúc thuyền. Đây là một đội pha trộn, lần này xuất binh hiển nhiên là Dương Lăng cũng dùng hết thể lực lượng. Hắn không chỉ muốn đánh thắng một trận mà còn là muốn biểu dương lực lượng của thủy quân Đại Minh, tạo ấn tượng không thể xóa nhòa cho người Phật Lăng Cơ, khiến cho họ trong 10 năm cũng không dám có chút ý niệm vũ lực nào ở trong đầu. Ở tầng dưới cùng của khoang thuyền, người lái tàu cùng thuyền viên giữ vị trí ngay ngắn đang tính toán phương vị, góc độ tiến lên. Có một vị giống như chỉ huy tác chiến không ngừng phát ra các thuật ngữ mệnh lệnh mà Dương Lăng nghe không hiểu, ra lệnh cho các thuyền viên đều đặn thao tác chỉnh lý dụng cụ hàng hải, chờ chỉ lệnh bên trên để điều chỉnh hướng đi. Tác chiến trên biển, thuyền cũng giống như kỵ mã, nếu không điều khiển thuyền thuận buồm xuôi gió có thể ảnh hưởng quyết định đến thắng lợi. Vì vậy Dương Lăng phi thường tôn trọng họ. Hắn khiêm tốn gật đầu, ngăn bọn họ thi lễ, mang theo Thành Kỳ Vận và A Đức Ni hướng tới mép thuyền. Bởi vì hai tàu lớn nhỏ bất đồng, buồm chịu lực cũng bất đồng, muốn cho chiến thuyền khác cùng với tốc độ với chiến thuyền số 1 của Dương Lăng là không được. Hơn nữa, căn bản không làm bàn đạp được. Chiến hạm của Hàn Vũ cơ bản vẫn duy trì song song tốc độ ở bên trái cách xa 30 trượng. Dương Lăng nhìn A Đức Ni cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó giúp nàng ngồi lên khoái thuyền, cùng đội thủy thủ đồng loạt dùng dây thừng đem thuyền nhỏ thả xuống. Bên thuyền nhỏ dùng ngọn đèn dầu thông chi cho bên chiến hạm Hàn Vũ, một bên rất nhanh lại gần. Dương Lăng đứng ở đầu thuyền nhìn, qua một lát chỉ nghe thấy bên Hàn Vũ phát ra những tiếng ô ô của vỏ ốc lớn, đồng thời hơn 10 ngọn đèn phía trước sau các hướng huy động tác giống nhau. Sau đó hơn 20 chiếc chiến thuyền đột nhiên căng buồm, thoát ly thuyền lớn của Dương Lăng, tiến về phía trước với tốc độ cao nhất. Dương Lăng hướng phía bên phải nhìn lại, một thuyền quân Z được điều trái phải hướng tới, ở khe hở các đội tàu linh hoạt xen qua. Trên thuyền trống không, không còn vại lớn vại nhỏ ở bè trúc dây thừng các loại, hẳn là đã hoàn thành mục tiêu. Dương Lăng cười hăng hắc, có điểm tà khí: "Như vậy mà còn không đánh ra biển thì trời lập tức rơi bom xuống." "Sao?" Thành Kỳ Vận nghe không rõ, tò mò mà liếc nhìn y. Dương Lăng gật đầu, liếc mắt một cái cũng không giải thích gì, thần thần bí bí nghênh ngang rời đi. Mọi thứ minh quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Và thời điểm ngả bài, trên bàn đàm phán, Tổng đốc Đại quân Ấn Độ cũng đã đến Malacca. Ngài Trạch Cách cũng thể hiện rõ ý đồ muốn nóng lòng tỉ thí. Hạm đội Ấn Độ có thể đuổi tới đúng lúc cũng là do hành quân đêm ngày, dù là nhờ sức gió để di chuyển cũng không cần nhiều nhân lực, nhưng hành quân ngày đêm không ngừng vẫn làm cho toàn quân mệt mỏi rã rời. Khi thấy hạm đội khổng lồ tới, Ngài Trạch Cách Kaizia cơ hồ là muốn khóc giống. 20 chiến hạm nha, cái này có thể coi là toàn bộ quân chủ lực của Bồ Đào Nha dùng để khống chế Ấn Độ Dương. Tổng đốc An Bu Quy Quy đại nhân đang mạo hiểm,
cùng gã đổ một ván cược. Gã này cả đời đều là chiến thần mạo hiểm, đối với gã tuyệt đối tín nhiệm, cũng rõ ràng thể hiện tham vọng với Viễn Đông này. Đây là toàn bộ quân đội đóng ở Ấn Độ, một khi thất bại là hao tổn cực lớn tới quân đội. Con đường chính trị của A Nhĩ Bố Khắc, Nhĩ Khắc, An Bu Quy Quy cũng coi như hoàn toàn chấm dứt, thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm bị thẩm tra và phán quyết. Hơn nữa, Hải quân Hoàng gia Bồ Đào Nha không chỉ thất bại thảm hại ở Viễn Đông mà cũng sẽ trở thành bất lực trước toàn Ấn Độ Dương, quyền lợi sẽ nhanh chóng bị người Tây Ban Nha, Ả Rập và Đại Minh thâu giữ. Cho nên theo quan niệm người Trung Quốc có truyền thuyết rằng ngày 14 tháng 7 quỷ thường lui tới, dân chúng ở Phúc Kiến, Quảng Đông hay gọi tán nhau trêu đùa là bọn phiên quỷ, quỷ ngoại xâm. Ngày này không nhàn rỗi, điều binh khiển tướng, khuân vác súng ống đạn dược. Hơn 40 chiến thuyền chờ xuất phát. Ngài Trạch Cách Cai Dịa vì lý tưởng, vì tiền đồ, vì sự tín nhiệm của tướng quân Khắc Nghĩ Khắc, An Bu Quy Quy mà quyết tử một phen. Cano báo tin trở về rằng Minh quân đã chuẩn bị đột kích. Quan chỉ huy Ngài Trạch Cách Cai Dịa lập tức ra lệnh cho tất cả các chiến hạm và quân đồng minh ở Malacca xuất phát, quyết một trận sinh tử. Chiến hạm của bọn họ lại còn chiến hạm của Minh quân có số lượng khổng lồ nên không thể triển khai quyết chiến ở eo biển Malacca. Hơn nữa, nếu như Minh quân nhân cơ hội xông lên bờ giành chiếm lục địa, bọn họ sẽ bị ép giao chiến từ biển với đất liền. Minh quân không phải là vệ đội hoàng cung Malacca, đến lúc đấy muốn đoạt lại đất nói dễ hơn làm. Chỉ có ở trên biển tử chiến mới có thể tiêu diệt thủy sư chủ lực của Minh quân, khiến cho Minh quân phải lui về lục địa, vậy thì mới làm cho Lam Hải, Đông Hải trở thành chỗ dạo chơi của mình được. Để dễ dàng phát huy uy lực pháo ở mạn sườn và phối hợp tác chiến với các thuyền vẫn đang áp dụng đội hình đuôi nhạn để đi ngang nhau, hơn 40 chiến thuyền xếp thành 3 đội hình đuôi nhạn. Khi cách ước chừng 3 hải lý chuẩn bị nghênh chiến với Minh quân, đi đầu là chiến thuyền của người Nhật Bản, đến hải tặc, thương nhân và lính đánh thuê Tây Ban Nha. Lực chiến không đồng đều, phối hợp càng kém, không thể so với lực lượng chính quy. Đem đẩy bọn họ lên tuyến đầu, không cần nói cũng hiểu rằng Ngài Trạch Cách Cai Dịa không phải phường bán hoa quả. Hạm đội Liên hiệp Quốc quân có chiến hạm của Bồ Đào Nha ở giữa chỉ huy. Hạm trưởng là thượng úy hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha Luis Diego. Qua nhiều trận chiến, thể hiện hắn là một gã hiếu chiến, là người Aizia rất ưa dùng. Hắn cũng là một gã quý tộc, có phụ thân là hiệp sĩ. Diego một thân quân phục thẳng thớm bước lên vọng đài, phóng tầm mắt hướng về phía xa xa. Lúc này ánh dương đã rực rỡ, chỉ có điều rất không lợi cho tác chiến hiện nay là gió thổi từ hướng Minh quân thổi tới. Nếu vậy, tốc độ của đối phương sẽ hơn bọn họ một chút. Tuy nhiên Diego cũng không quá để ý. Đây là nơi bọn họ quyết chiến, không phải nơi đấu thuyền. Một khi giao chiến, lái thuyền sẽ nhanh chóng không còn quan trọng. Qua tay buồm, lái thuyền có thể điều chỉnh vừa đủ để chiến hạm của hắn đủ sức phát huy chiến đấu. Diego khi thấy rõ chiến hạm của Minh quân không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Trời ạ, đây là lý do tham mưu trưởng lo lắng không thôi, thậm chí điều động cả hải quân chủ lực ở căn cứ Ấn Độ đến đây hay sao? Rất nhiều đại thuyền, thực sự rất nhiều. So với cảng thuyền mậu dịch phồn thịnh, Diego được chứng kiến trên đường tới đây thì quả là rất nhỏ, hơn nữa lại không đồng đều, thậm chí còn rách nát, mà trận hình lại lộn xộn không hề có quy luật. Với tình hình này, khi nã pháo còn tự mình đánh cái cột buồm bên cạnh, thật sự là không tưởng tượng nổi. Diego có thể thề với Chúa, khi gã học tại Học viện Khoa Hàng Hải, chưa từng có giáo sư thiên tài nào nói cho gã biết có thể sử dụng đội hình kiểu này để tấn công đối phương. Đây chính là cường quốc về thủy sư ở phương Đông hay sao? Luis Diego nhịn xuống cảm giác muốn cười lớn. Chúng ta sẵn sàng nghênh chiến quân địch, chờ mãi tới lại chính là một đám thủy sư rách nát, thoạt nhìn chẳng khác gì đám bộ lạc bản xứ lạc hậu. Diego dù đang khẩn cấp cũng vẫn ung dung ra lệnh giảm tốc độ, chuyển hướng bên sườn tới. Hơn 10 chiếc thuyền rẽ sang ngang triển khai đội hình công kích. Chiến thuật của bọn họ thực sự là ngu xuẩn, nhưng không thể nghi ngờ gì, bọn họ cũng thực dũng cảm, có thể là bọn càng ngu càng dũng cảm chăng? Diego dùng giọng điệu quý tộc bề trên thấp giọng nói, nhìn hướng tới khẩu pháo chĩa tới hạm đội Minh quân, lại theo thói quen vút ve huy hiệu trước ngực mình. Đó chính là huy hiệu trường tốt nghiệp học viện ngành hàng hải do chính nữ giáo viên huấn luyện viên xinh đẹp trẻ tuổi nhất tự tay đeo cho hắn. Nàng là A Đức Ni Nam Tước, vì có cống hiến đặc thù với vương quốc nên đặc biệt được nhập ngũ phong chức thượng úy. Năm gã tốt nghiệp chính là năm A Đức Ni đến trường nhận dạy học. Khi đấy lần đầu tiên gã gặp nàng, liền mến mộ vẻ đẹp cao quý tao nhã quý tộc của nàng. Gã nặng tình trong 3 năm, nếu không phải do phụ thân gã tức sĩ Louis dùng đấu kiếm quyết đấu, gã nhất định phải đuổi theo nàng, theo đuổi nàng. Đáng tiếc gia tộc của nàng quá loạn, theo một gã quý tộc lưu lạc thành tội nhân của đế quốc rồi.
Không biết hiện tại tiểu thư A Đức Ni có còn sống, hay lẽ nào nàng lại trở thành một trong đám thê thiếp của một gã tù trưởng béo ú, sinh mấy đứa nhỏ cho lão, mặc áo da thú, lá cây, ngồi tại chân núi bồng con, phơi nắng rồi. Diego Bi làm dấu cầu nguyện cho vị tình nhân đã thầm mến trong thời gian ngắn ngủi. Sau đấy, yêu nhã tháo chiếc mũ quân phục vung về phía trước, làm động tác như đọc diễn văn hô. Nã pháo, hỡi binh lính của ta, đưa đám người ngu muội đáng thương này trở về. Đùng 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 đùng. Tiếng pháo nặng nề vang lên, nòng pháo nóng đến đỏ lên, trước mặt đội tàu Minh quân ở giữa nổi lên một cột nước. Đội hình Minh quân thật sự ngoài dự đoán, làm quân đồng minh là thuyền trưởng Pedro, bộ Đức La và cung bản hạo Hiroshima Miyamoto từng giao chiến với Minh quân cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng bọn họ không kịp suy tử. Theo lệnh lã pháo của Diego, bọn họ cũng vội vàng hướng tới chiến thuyền của Minh quân mà công kích. Lửa đạn dày đặc bắn dậy cả sóng biển, đã có vài chiến hạm của Minh quân bị đánh trúng, có cái loại nhỏ đã bị bắn tan tành. Nhưng chiến thuyền Minh quân vẫn chưa có tư thái phản kích gì, cứ vô nghĩa mà lao nhanh tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng cái này để phá đám thuyền của ta hay sao? Hay là chuẩn bị mạo hiểm, thương vong mà tiến lại để cận chiến đấy? Diego có vẻ mê mang, gã một mặt lệnh cho hạm đội tiếp tục tấn công mãnh liệt, một mặt dùng cờ hiệu báo tin về phía sau tình hình chiến đấu, yêu cầu bọn họ chú ý hai bên cánh để ngừa quân Minh đánh úp bất ngờ. Rất nhiều chiến thuyền của Minh quân đã bị trúng đạn, đục thủng cả đáy sắp chìm, vậy mà vẫn cố lúc lắc vọt tới đây, đằng xa đã xuất hiện dày đặc thêm chiến thuyền. Dần dần hiện rõ đội hình chiến hạm tương đương với đội hình của quân bồ. Kìa mới là quân chủ lực của Minh quân. Diego nhìn chằm chằm phía xa, đã thấy xuất hiện đội hình chủ lực chỉnh tề của Minh quân, trong mắt dâng lên một loại phòng bị. Đó là hạm đội của Hàn Vũ và A Đức Ni. Nhìn xa xa hạm đội quân bồ vẫn đang ở tư thế pháo kích, không khỏi thở dài, sâu kín nói: ta lại nghĩ rằng tư lệnh trận này là Vasco da Gama, Đạt Giả Mã, trận đầu đã muốn giảm phần ăn. Chúng ta ở nơi đó không thể tưởng được sao lại dùng nhiều thuyền như vậy tiến hành công kích một lần duy nhất, thật là giàu trí tưởng tượng mà. Hàn Vũ cũng chú ý tới quân bồ không hề đổi trận hình, không khỏi cười thoải mái nói: cái loại sách lược này chỉ có kỳ tích mới thắng được, một khi bị xuyên qua liền trở nên vô dụng, nhưng mà xem ra trước mắt ta đã thành công rồi. Rồi hắn ta quay đầu lại nói: lệnh ra tốc độ, tiến vào giữa biến trận, thay đổi trận hình, hỏa tiêu uy phong, tẩu liêm đao tuyến, dàn đội hình lưỡi hái. Thân thể mềm mại của A Đức Ni chấn động. Sao, lưỡi hái ư? Là binh khí tử thần sao? Hàn Vũ kỳ quái nhìn nàng nói: là cái gì vậy, lưỡi hái? Hắn phác họa trong không trung một hình cong, đồng thời nói: à, chỉ là cái niềm cắt có, công cụ hàng ngày của người dân thôi. Mà ở phía xa xa, Diego nheo mắt phân tích chiến lược của quân Minh. Các đại thuyền khác nhau phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là làm tiêu hao đạn pháo của ta đấy chứ? Đạn pháo bắn quá nhiều, đúng là cần phải rửa lòng pháo và để hạ nhiệt độ, làm trì hoãn thời gian pháo kích. Nhưng quân bồ có nhiều chiến hạm lớn, có nhiều chiến hạm hơn. Hiện tại chỉ sử dụng một bên mạn pháo, chịu ảnh hưởng rất cực nhỏ. Cái này chính là điểm Minh quân đang hướng tới hay sao? Hay đây là chiến thuật bầy sói, dùng thuyền nhỏ liều mạng, bất chấp thương vong cận chiến, tạo cơ hội để cho chiến hạm chủ lực phía sau ư? Thế nhưng cơ hội ở đâu, công kích có khác biệt gì đâu? Diego vì ý nghĩa hoang đường của mình mà tự cười giễu. Là tướng lãnh được đào tạo chính quy về hải chiến phương Tây, Diego thật không nghĩ ra được phái nhiều thuyền con như thế là có cái gì khác. Đúng lúc này, rất nhiều đại thuyền của Minh quân đã tới gần trong vòng 30 trượng. Có thể thấy rõ trên thuyền trống trơn không có ai. Khó trách bọn chúng không ngại đạn lửa, lại không phản kháng. Diego vẫn đang muốn lệnh cho hạm đội căng buồm để tăng tốc, cùng đội hình đằng sau tạo thành mũi tam giác để tấn công. Gặp phải hiện trạng quái dị này cũng có chút giật mình. Đúng lúc này, lục tục có mấy chiến thuyền của quân Minh bốc cháy. Gió vượng, cháy thập phần mạnh, xem ra trên thuyền bố trí vật liệu bắt lửa gì đấy. Chưa bao giờ gặp qua cả đội chiến thuyền lớn để tiến hành hỏa chiến như vậy. Nhưng tới thời điểm này, Diego cũng hiểu được ý đồ của Minh quân. Thì ra Dương Lăng cũng không phải là hạng bắn rau dưa. Hơn 10 chiến thuyền của quân bồ đang chịu phạm vi công kích quá lớn do đang rẽ ngang. Diego ngầm ra lệnh đình chỉ pháo kích tất cả chiến hạm, chuyển hướng đối mặt với chiến hạm của Minh quân. Lợi dụng thân tàu dài hẹp, tuy rằng hỏa thuyền của Minh quân đông, thế nhưng thân tàu vẫn có thể lách qua khe hở mà tiến lên được. Hướng hai sườn rời đi đã không kịp, nhưng là một quân nhân, hắn không thể dễ dàng chưa nhìn thấy mặt địch đã bỏ chạy một khi đám hỏa thuyền đuổi theo.
Một chiến thuyền ba cột buồm kéo theo hai thuyền gỗ nhỏ đang cháy rừng rực chậm rãi lùi về phía sau. Ở phía chính tiền phương lại càng nhiều hỏa thuyền liên tiếp đuổi về đầu thuyền phía này, mà ở xa xa lại là đại đội chiến hạm nhanh chóng tiến lại gần. Một loạt chiến hạm lập tức theo thứ tự tiến vào vị trí pháo kích tốt nhất tạo thành hình cung. Diego lo lắng vạn phần, gã một mặt thông chi cho đội hình thứ hai tiến lên tiếp ứng theo hai cánh cửa quân của đồng minh giao chiến, một mặt tăng tốc độ hướng về phía sau. Cái đám hỏa thuyền chết tiệt này như đám trẻ song sinh kết hợp đuổi mãi không thôi. Một thủy thủ tránh đi trận lửa thiêu tận mép thuyền, dùng sào dài giáng sức đẩy hỏa thuyền ra xa liền bị phỏng lửa, cuối cùng đành bỏ lại sào tuyệt vọng mà lùi về sau nói: "Thượng úy Diego, sườn thuyền trang bị vô số đinh sắt dài, khi va vào đã bị cắm sâu vào thuyền của ta rồi, không có biện pháp mà gỡ ra." "Sao? Cái gì?" Diego trừng mắt hú lên một cách quái dị, không như lẽ thường chiến đấu, gã từng mình như một tân binh chân tay luống cuống. Là một quan chỉ huy, gã đã đối phó đủ loại địch nhân, từ đám hỏa dập hô nao cưỡi ngựa đến đám người bản xứ dã nhân cầm tiêu thổi ẩn trong bụi cỏ. Với các quốc gia châu Âu rồi quốc gia phương Đông như Ấn Độ, hắn cũng trải qua không ít, vậy mà chiến đấu như này lại là lần đầu tiên gặp được. 1304 năm trước, từng có vị thống soái điều hơn 10 vạn đại quân đại đao sắc bén, vì bị lửa thiêu đốt bốn phía mà bi phẫn thét dài, sau đấy giống như táo vương gia bỏ lại 10 vạn đại quân mà chật vật chạy trốn, vị tướng đấy kêu gọi là Hạ Hầu Đôn. Luis Diego so với Hạ Hầu Đôn còn oan đến hoảng. Ít nhất địch nhân họ Hạ kia ngoài hỏa chiến còn có 2-3 vạn binh, chính là hiện tại chỉ dựa vào hỏa thuyền này đã tiêu hủy hơn 10 chiến hạm của gã hay sao? Oanh một tiếng, mép thuyền của một chiếc thuyền nào đấy phát ra một tiếng nổ mạnh, bị lửa thiêu đốt, mép thuyền đã bị nứt ra. Vì hỏa thuyền lan lửa sang rất mạnh, là một khẩu đại pháo chưa kịp nã pháo, pháo còn ở đó chưa kịp ôm đi bị nổ mạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các binh sĩ trên thuyền đều thất kinh chạy trốn, lửa cháy rất mãnh liệt. Bên mép thuyền không thể chạm tới, không thể dập tắt là không thể thoát khỏi hỏa thuyền. Chẳng lẽ gần 300 khẩu pháo, hơn 10 chiến thuyền có thực lực chinh phục bao nhiêu tiểu quốc cường đại về hải quân lại cứ như vậy mà bị một đám hỏa thuyền rách nát tiêu diệt hay sao? Diego trong tình thế cấp bách bỗng nghĩ ra kế, cái khó ló cái khôn, đưa ra biện pháp ứng phó linh hoạt, gã lớn tiếng ra lệnh: "Hướng bên dương buồm lên, toàn lực va vào thuyền của Hiroshi Maezato, dùng cánh bên hướng tới phá tan hỏa thuyền." Chiến hạm lập tức chuyển hướng tới chiến thuyền của Hiroshi Maezato, lại oanh một tiếng, hai thân thuyền lay động kịch liệt. Thuyền viên trên tàu của Hiroshi Maezato không nhận được cảnh báo nên liền bị chấn động, bong tàu, mép thuyền, cột buồm, dây buộc, thân mật mà tiếp xúc. Thân hỏa thuyền vốn đã không chắc chắn nên khi va chạm liền vỡ vụn, một số bộ phận dính vào dây vẫn đang cháy, thế nhưng lửa đã nhỏ đi rất nhiều. Các chiến hạm thấy thế cũng bắt đầu xô vào lẫn nhau, xích sắt của hỏa thuyền vẫn như cũ hợp với nhau, va chạm lại càng kéo thêm càng nhiều hỏa thuyền tới đây. Dùng tạm hạ sách này, thuyền của Diego phải trái va chạm một phen rồi rời khỏi chiến đoàn, nhưng các chiến thuyền khác va chạm lại càng dẫn tới nhiều hỏa thuyền gắn đinh vào mũi và sườn tàu hơn. Mà cũng tại lúc này, chiến hạm của minh quân đã tới gần. Chiến hạm thân thuyền hướng sang vẽ một đường cong xinh đẹp giống như biểu diễn duyệt binh vậy, đồng loạt hướng pháo tới nã. Ầm ầm ầm, đạn pháo dày đặc như mưa. Đoàn thuyền Liên Hợp Quốc quân đang cùng một đám thuyền va chạm loạn cào cào, càng lúc dây dưa càng rối loạn, tất cả đều ở một chỗ mất đi khả năng di chuyển. Thuyền bọn họ bị dồn chật ních, thân tàu bị hỏa thuyền dây dưa, hai sườn mép thuyền bị cháy nghiêm trọng, đạn pháo căn bản không thể dùng để chiến đấu được nữa. Đây quả là một trận hải chiến điển hình kỳ quái nhất, một bên nã pháo công kích, một bên lại không có một điểm chống trả. Diego bi thương nhìn tiền phương, hơn 10 chiến thuyền kia thuộc hải tặc Tây Ban Nha, Nhật Bản cùng lính đánh thuê đã biến thành một đống rách nát, so với đám thuyền nhỏ lúc đầu của minh quân còn thảm hại hơn. Bị lửa thiêu đốt lại bị đạn pháo đánh đứt mạn thuyền, hiện tại dù không bị hỏa thuyền vây cũng không cách nào mà dập tắt lửa được. "Hạm đội của ta xong rồi, xong rồi!" Diego ai thán kêu lên. Mà lúc này Bành Sang Ngư mặt mày hớn hở, ông ta đầu tóc đỏ rực, mặt cũng ửng lên sắc hồng, đến dâu cũng đánh lên sắc đỏ, quả thực là giống với hỏa dực tinh quân. Đứng ở đấy dù không nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng ở trên biển khói cuộn lên dày đặc cũng nói cho ông ta biết đại công đã cáo thành. Nếu như hỏa thuyền thất bại, hỏa thuyền bị phân tán cũng không có khả năng cháy vượng cùng tỏa khói như vậy. Kế hỏa công do nhiều tướng lãnh phụ tá trải qua rất nhiều lần thương nghị bổ sung hoàn thiện,
Thế nhưng khởi xướng ra lúc đầu chính là hắn. Trận chiến đầu tiên, Hỏa Thiêu lên thuyền, công lao không thể chạy thoát khỏi hắn ta. Chiến thuyền của Diego mất đi khả năng chiến đấu, thố lui 2 hải lý ra ngoài. Thấy tình thế không ổn, đội hình thứ hai đã bày ra chiến hình chữ chi, quyết đoán bỏ qua cứu viện cho hạm đội của Diego, trực tiếp hướng tới đội hình hành cung của Minh Quân. Hạm đội quân bộ đang xếp thành hai hàng theo hướng 45 độ hướng về hạm đội Minh Quân, có ý đồ thừa dịp bọn họ vừa thay đổi đội hình chiến đấu vừa tấn công. Đội thứ nhất đã thay từ đội hình đuôi nhạn qua đội hình trường xà. Đội thứ hai chậm rãi điều chỉnh tốc độ, nối tiếp với đội thứ nhất tạo thành đội hình tấn công song song. A Đức Ni đứng ở đầu thuyền đang nhìn theo hành động của quân bộ, lập tức phát hiện ý đồ thực của họ. Lấy hình chữ U rút khỏi hỏa trận, Minh Quân cũng lập tức điều chỉnh góc độ, hai bên cách nhau vùng chiến hỏa song song, đồng thời chạy về bên trái và bắt đầu nã pháo. Đạn pháo bắn đầy trời khi toàn bộ hạm đội rời khỏi khu vực hỏa thuyền. Song phương cộng lại cũng có tới 40 chiến thuyền cùng phóng ra hơn 6.000 đạn pháo. Tuy nhiên lại không tạo thành tổn thất nào đáng kể cho cả hai bên, bởi vì bọn họ cách quá xa, cách gần 500 thước. Nếu một bộ binh chạy cũng mất nhiều thời gian, thế nhưng đạn pháo bắn tầm xa như vậy đã bị triệt tiêu mất gần hết lực sát thương, cùng lắm cũng chỉ xem như là một viên bi sắt rơi từ trên trời xuống mà thôi, không thể phá nổi bong tàu. Mau kẹp chặt bọn chúng lại. Ngải Trạch Cách Cai Ria chú ý thấy rằng 20 chiến thuyền này của Minh Quân đều là chiến hạm 5 ngôi, 5 cột buồm, được trang bị vũ khí hoàn mỹ, khẳng định là quân chủ lực của Minh Quân. Vì thế hắn ta lệnh cho hạm đội đuổi theo không bỏ. Trải qua một trận pháo kích mãnh liệt, song phương đạn dược tiêu hao đều cần bổ sung từ trong khoang thuyền, nên đều có thời gian gián đoạn. Minh Quân tập hợp chiến hạm từ Bắc tới Nam cũng ít nhất được 50 chiến thuyền chủ lực, quyết không thể chỉ có bấy nhiêu. Ngải Trạch Cách Cai Ria trong lòng biết rõ ràng, cũng không dám qua loa đại ý. Thế nhưng trong tầm nhìn không hề thấy bóng dáng chiến hạm khác, có lẽ chỉ huy của Minh Quân cũng không dám liều mạng được can cản ai về không, xuất toàn lực chiến đấu. Thế nhưng mặc kệ là như thế nào, nếu đã có thể nhân cơ hội này phá hủy sức chiến đấu của hạm đội này, cũng không cần phải lo lắng thủy sư Minh Quân có thể chế tạo uy hiếp gì được nữa. Buồm căng gió, thuyền bắt đầu tăng tốc, tạo ra từng đợt sóng biển đập mạnh vào đáy thuyền kêu lên bang bang. Chiến thuyền tự hồ như lướt trên cả sóng. Trên biển tác chiến tuyệt đối không giống như trên đất bằng. Khi quyết chiến, song phương có thể tập trung nhân lực, vật lực, lựa chọn một địa điểm thích hợp, quyết một trận thắng thua. Nhưng với đặc thù trên biển có yếu tố ảnh hưởng là gió và hải vụ, hai chi đội có thể ở trên biển nửa tháng cũng không phải hiếm thấy. Nhưng triều đình Đại Minh hiện tại cũng không thể chống đỡ nổi tài chính cho cả hạm đội khổng lồ được tập kết từ Nam chí Bắc này. Hải quân của Ngải Trạch Cách Cai Ria sao có thể đỡ nổi? Cho dù không lo lắng về vấn đề cấp dưỡng, nhưng là toàn bộ hải quân đóng tại Ấn Độ Dương đã điều động về Viễn Đông, không thành kế chỉ có thể dùng nhất thời. Một khi bị Tây Ban Nha biết được, sao lại có chuyện họ chịu để yên cho được? Đủ loại nhân tố khiến cho Cai Ria cần tốc chiến tốc thắng. Cũng chính vì thế mà một vị tướng lão luyện có kinh nghiệm phong phú đã bị vào tròng. Đuổi theo nửa canh giờ, Ngải Trạch Cách Cai Ria đã mất dần kiên nhẫn. Ông ta không thể rời xa Malacca thêm được nữa, nếu không chỉ cần một ít binh lính của Minh Quân cũng có thể đuổi hạm đội của ông ta trở về biển rộng được. Cai Ria hưng phấn điên cuồng, ông ta huy kiếm kêu lên hét lớn: "Đổi hướng thuyền, không cho chúng thoát, hãy biến nơi này thành bãi tha ma của chúng đi." "Cai Ria tướng quân, Cai Ria tướng quân, phát hiện có rất nhiều chiến hạm của Minh Quân." Tên binh lính thủ trên vòng khác bỗng nhiên gào lên. Cai Ria nghe vậy liền vội vàng đi lên trên vọng mà nhìn ra xa, lại thấy buồm như mây một đám lớn chiến thuyền Minh Quân đang tiến về phía này.